mời món lẩu thì lẩu rất ngon, chắc chắn người Nhật sẽ rất thích. Nói đến lẩu thì lẩu có rất nhiều loại, như là Mitsutaki, Osu, Yose, lẩu Chachanko, rồi Kiritanbo. Gia vị nêm thì có miso, muối, nước xương hầm, kim chi được cho vào. Còn nhiều loại dashi như dashi rong biển, kombu, dược tảo. Tôi thích lẩu mosu. Lẩu mosu sao? Có lẽ tôi thì thích lẩu sukiyaki hơn. Người Nhật thì khi cảm thấy vui hay có chuyện đáng chúc mừng, họ sẽ nói cùng đi ăn sukiyaki nào. Nhà tôi luôn có truyền thống là vào ngày cuối cùng của năm, ngày 31 tháng 12, cả nhà sẽ cùng nhau quây quần và ăn sukiyaki. Nhiều gia đình Nhật cũng có truyền thống đó. Irasamase! Irasamase! Đẹp thật. Không chỉ có món lẩu mà còn có nhiều món khác nữa. Có cả sushi nữa này. Này, cầm đi. Hay ghê, có cả sự pha trộn giữa phong cách Việt và Nhật nhỉ. Là tôm chiên nhưng mà không có màu nâu. Thật sự đúng là sự kết hợp giữa Nhật và Việt. Cái này là sốt cà chua. Có lẽ cũng là nước mắm, nhưng nước mắm này cay hơn. Món tráng miệng nhiều quá nhỉ. Chờ chút, hôm nay ta ăn lẩu. Hôm nay là ngày ăn lẩu đó. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu món lẩu. Bây giờ chọn một ít món tráng miệng nữa nhỉ. Được rồi, được rồi. Hôm nay là ngày ăn lẩu mà. Hôm nay là ngày của lẩu. Đi thôi, đi ăn lẩu thôi. Xin chào. Xin chào. Wow. Chuẩn bị. Hay quá. Wow. Ôi, có rất nhiều món ăn này. Tuyệt thật. Lẩu. Chào. Về hai loại nước lẩu của nhà hàng mà. Ok. Của Việt Nam, còn hai loại lẩu Yose của Nhật. Yose. Yose của Nhật. Ồ. Thì lẩu chua cay Việt Nam mình có vị chua 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 cay cay. Dạ dạ dạ. Còn lẩu Yose của Nhật thì nấu từ nước tương Nhật và cá vào ăn rất là tốt cho sức khỏe. Thì ăn cứ tự nhiên. Chúc ngon miệng. Mùi thơm nhỉ? Sugoi nioi. Chọn loại nào đây? Để tôi thử vị đã. Thế nào? Đây là lẩu Yose đó. Không, mặc dù gọi là lẩu Yose nhưng vị lại giống sukiyaki hơn, vị ngọt ngọt. Đúng rồi, kiểu như có rượu mirin, rượu sake. Có cảm giác những nguyên liệu đó có trong súp nhỉ. Còn bên này, súp này nhìn có vẻ cay. Vì đây là lẩu theo phong cách Việt Nam mà. Cay. Cay quá. Cay quá. Nhưng đây chính là vị lẩu được yêu thích nhất đó. Ở Việt Nam sao? Chắc tôi không ăn được lẩu này. Nhưng tôi nghĩ cho rau vào nó sẽ không sao. Tôi biết cái này có gì khác so với lẩu Yose của Nhật nhỉ? Tôi muốn biết chúng khác nhau thế nào. Đầu tiên là cho rau thơm vào. Trời ơi. Nếu nói lẩu này khác với lẩu Nhật thì nó khác ở điểm nào nhỉ? Điểm khác biệt đầu tiên là nước lẩu không ngọt thế này. Có rất nhiều vị trộn vào nhau. Ngoài những nguyên liệu bình thường, còn có súp dashi bình thường này. Ở Nhật người ta còn bỏ gà vào để làm nước lẩu nhỉ? Gọi là gia vị dùng để nếm thì phải. Nhờ những thứ đó mà vị của nước lẩu có thể thay đổi được. Nếu nói lẩu này giống món sukiyaki thì chắc là người ta phải cho một lượng lớn đường vào nhỉ? Ừ, có lẽ là rất nhiều. Khi cho rau vào rồi không biết vị của nó sẽ thay đổi như thế nào. Tôi rất thích ăn thịt. Tôi làm xong cậu sẽ được ăn.
để salad trước vậy? Này, giúp tôi với coi. Giúp tôi một tay đi. Nè. Cậu cứ làm đi. Tôi ăn thử thịt nhé. Khoan, tôi vẫn đang ăn mà. Ôi, tôi bị nghẹn rồi. Cái này tôi đã ăn ở đâu đó rồi thì phải. Để hỏi người ta xem. Em ơi, một cơ hội. Cái này là... À, quá ra là há cảo. Cái này thiệt là ngon. Tuy là há cảo nhưng mà phần bọc bên ngoài giống như vỏ bánh bột mì vậy. Hôm nay chúng ta ăn lẩu, cho nên làm ơn dẹp món đó qua một bên đi. Không phải trong lúc chờ lẩu chín chúng ta ăn những món này. Dạ, tôi ăn lẩu đây. Thế nào? Rất ngon. Thịt bò thực sự rất là ngon. Vị ngọt ban nãy lại trở nên vừa đủ vì đã bỏ rau vào. Đúng vậy, vị lẩu yosei này lại rất giống vị của lẩu sukiyaki đó. Có vị nước tương và đường. Ngon ghê. Ngon sao? Tôi cũng rất thích ăn. Nếu nấu thịt quá kỹ thì thịt sẽ dai, nên chỉ cần nấu sơ là được. Ở Nhật hầu như không có lẩu kiểu hải sản nào. Và... Này, tôi đang giải thích mà. Cậu cười gì? Tôi đang giải thích. Ở Nhật khi nấu lẩu người ta sẽ không nấu hải sản và thịt chung với nhau. Lẩu yosei nhưng có vị nước dùng giống sukiyaki, còn có thêm cá mực và hải sản, chẳng phải rất sáng tạo sao? Tiếp tục. Này, tôi không phải mẹ cậu đâu nha. Cậu cũng làm đi chứ. Chà, ngon quá. Đây là lẩu Việt Nam. Kiểu lẩu cay nhỉ? Tôi có cảm giác nó giống lẩu kim chi. Có lẽ vì cùng là lẩu cay. Đúng vậy nhỉ? Lẩu này không cay lắm đâu. Thật không? Lẩu rất ngon. Đây là món lẩu được ưa chuộng nhất Việt Nam mà. Lại nấu nữa sao? Cậu nấu nhé. Chỉ cần một người là được. Không được, sự hợp tác là rất quan trọng. Một người làm hết cũng được mà. Hôm nay thì tôi làm hết mấy việc như là cho đồ vào lẩu rồi. Cho nên chắc chắn là đến lượt cậu nấu. Thôi hôm nay tôi đau tay lắm. Nói dối. Quánh tù tì đi. Chúng tôi đã quyết định rồi. Chào anh Quang đi. Chào. Chào anh. Tôi muốn thay đổi nấu ăn món ăn này. Ok. Vì tôi là người Nhật mà từ bây giờ tôi sẽ nấu ăn lẩu chua cay. Lẩu chua cay. Yeah. Lẩu chua cay là kiểu Việt Nam. Hai. Ok. Tôi là người Nhật nên muốn thay đổi. Rồi, ok, không? Nếu mà lẩu chua cay khó quá thì mình sẽ thay đổi lẩu của miso. Ok. Miso rất thích. Ok. Rồi mình sẽ hướng dẫn cách nấu lẩu miso. Cảm ơn. Ok. Trong cái này có hai loại miso. Này, dashi. いいね。
いい感じだね。味噌もちゅ。味噌もちょ。あれ？おかしいな。かなりチュアロン、チュアロン。味噌もちょ。あれ？おかしいな。うん、OK、OK、OK rồi。nấu xong chưa？ rồi rồi rồi。chắc chắn hoàn hảo。thiệt không？ thử vị nha。thử vị nhất。yeah。wow， 美味しい。OK OK OK， ngon， ngon rất ngon， rất ngon nha。よかった。không ngon lắm ngon anh ngon hả không ngon lắm à giờ nãy anh khen cho khai sư vui đúng không à chết cử ok kiểm tra kiểm tra không ngon hả dạ đi mà ăn quán đi đã nói chắc chắn ngon chắc... chúng tôi đi về nhà đi đi tại sao tại sao không ngon いや、ngon ngon ngon ね ngon 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 今日本当にありがとうございますいや、こちらこそシンカモンいや、シンカモンいや、タッカモンザッモンうん、オッケーシンカモンいいよラサオガップラサオガップにゃバイバイカモンにゃうまかったマジで美味しい変化プライトやっちゃう美味しかったな。よかった。Hotpot Choice với không gian rộng rãi, thoải mái cùng nội thất được thiết kế theo phong cách truyền thống của Nhật Bản, đơn giản, tinh tế, mang đến cho thực khách một cảm giác như được thưởng thức bữa ăn tại Nhật. Với những loại hương vị lẩu cho bạn chọn lựa như lẩu chua cay, lẩu nấm thiên nhiên, lẩu khổ qua, lẩu yose, lẩu chanko, lẩu tầm dâm. Với thực đơn tráng miệng phong phú đa dạng như trái cây, chè, kẹo, buffet kem chín hương vị, sushi đa dạng, cùng với phong cách phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình của nhân viên Hotpot Choice sẽ khiến cho bạn hài lòng. Các bạn có thể tìm thấy Hotpot Choice tại B3 28AB tầng 3, Vincom Center 72 Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và hãy cùng tham gia trả lời câu hỏi tương tác để nhận được những phần quà hấp dẫn của nhà hàng Hotpot Choice ngay sau đây. Người Nhật thường ăn món lẩu nào trong dịp vui mừng những sự kiện đoàn viên? A. Lẩu Sukiyaki. B. Lẩu Yose. Iras Hamase Sài Gòn được phát sóng trong khung giờ daytime Tinh Hoa Nhật Bản độc quyền trên VTC8 Viu TV vào lúc 19h45 thứ năm hàng tuần. いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。